có trên mạng hả? Quá đẹp luôn. Chăm sóc bùi này thì đã luôn à. 110 nè, cày rồi nè. Quên đem vô nhà đó. Nó tính bằng 1.000 giờ lúa à? 110 á. Có lâu chưa? Đó là đó bằng ngày á, chứ tới á. Câu á. Có 20 năm là lúa không? Ngàn giờ lúa. Thùng ra luôn á, bị mất á. 20 năm trước mua con kia bằng mua 10 con bữa nay giờ đó. Đẹp lắm anh ơi. Cái coi đây đẹp lắm á. Cái coi thử đây. Đụng đại coi nó làm sao, cái giống hồi xưa không, giống thịt hồi xưa không, nó mịt ra anh đã ép hồi xưa, nó mẫu một à, tiêu chuẩn bản quyền của Nhật mà, thứ một à, nó sao, nó lắp ráp rồi, sản xuất tại Ấn Độ rồi, thứ một hết, tại sao này như mấy này nó lắp xin lá chứ, cái lót nó cứng hơn, bao bể bể lót, nó đời nó cứng, nó dày. Hồi xưa mắc cái lỗi là quá mỏng hay sao á, giờ thì mới khắc phục luôn, rồi chạy tốc độ cao cũng không sao, ảnh hưởng tới lốc mà muốn bờ hay không do nước, nước phải chăm đầy đủ, đừng có hết nước mà chăm vô liền là bứt liền. Mua cái nước á, về có đừng có chăm nước thêm đâu, là nó đặt đó là tỷ lệ nó pha sẵn rồi. Tỷ lệ nó pha sẵn cho nó pha từ nó tính nó tính nước lợn đó. Thấy là ông đặt đó. Không nó pha sẵn thì đại đi. Nó mình pha đâu chuẩn bằng nó, dễ vậy cho mình pha. Để đổ lộn nước vô quá, nước lộn rồi. Nó thay cái nóng à, pha nóng á. Nó pha lạnh vô đó đồ. Nước nóng ở đây, trước khi nó pha nó sẽ nóng rồi. Nào cái xanh mới về đó. Mới ra cái xanh đó không đó. Cái đó là nước nãy tính đâu nó nhớt cái thùng đó đó. Thể tích của nó là 176 kg, còn mà không nhầu không nhớt là 140 kg. Nó dày lóc lát rồi, nó dày lắm, coi thử coi. Nó dày hơn cái đời nãy mà trước. Nói chung là nó phải khắc phục được chăn ma với Mitsu hay tất cả nó cu tay khắc phục những cái gì hồi xưa hay mắc phải. Bắt kim luôn hả? Bắt kim luôn, con này bắt kim nè. Nè. Nhưng lên 160 bắt buộc phải xài bét này chịu mới nổi. Nó đã tính toán là hay lắm. 110 là cục bét lớn. Tiếng nghe lỗ đã lắm à, quá trời vô thông. Coi lên mạng rồi nào. 2 bữa trước phải không? 165.